Xin chào các bạn. Video này Nhân sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cảm biến đo khoảng cách GB2D12. Thì cảm biến này nó có ngõ ra điện áp, tức là cái ngõ ra của nó sẽ có điện áp thay đổi tùy thuộc vào cái khoảng cách từ cái cảm biến cho đến quạt. Chúng ta phải cấp nguồn cho nó là 5V. Tầm đo nó có thể đo được khoảng cách từ quạt kẽn cho tới cảm biến là từ 10 cho đến 80 cm, và điện áp ra của nó là từ 2.35 cho đến 0.41V, 2.35 tương ứng với lại 10 cm và 0.41V tương ứng với lại 80 cm. Đây là hình dáng thực tế của cái cảm biến. Thì nguyên lý hoạt động của cái cảm biến này là nó dựa trên cái tia hồng ngoại các bạn. Nó phát ra một chùm tia hồng ngoại, sau đó nó đợi cho cái chùm đó, nếu mà vật kẽn có vật kẽn thì cái chùm tia hồng ngoại nó sẽ phản xạ trở về, và dựa dựa vào cái thời gian phát ra tia hồng ngoại và thời gian thu, nó sẽ tính ra được khoảng cách. Thì con cảm biến này nó có 3 chân, chân số 1, chân số 2 và chân số 3. Thì chân số 1 là chân điện áp ngõ ra của nó, chân số 2 là dùng để nối cấp nguồn nguồn mát, chân số 3 là cấp nguồn VCC 5V. Cái quan hệ giữa ngõ ra điện áp và cái khoảng cách, thì khoảng cách D nó sẽ bằng bao nhiêu đây? Trong đó D được tính bằng cm và V out được tính bằng volt. Nếu V out bằng millivolt thì các bạn sẽ chi V out cho 1000, nó sẽ ra lại là volt đúng không? Thay vì chi với ao cho 1000 thì chúng ta sẽ nhân cái con số ở phía trên này cho 1000. Lúc đó cái dấu chấm thập phân này nó sẽ được dịch ra phía sau ba con số là khoảng 34765.46392 nha. Trong ProTest thì nó hỗ trợ cho chúng ta mô phỏng cái con cảm biến này luôn, GB2D12. Các bạn gõ tên con cảm biến này vô, các bạn sẽ lấy được cái con cảm biến ra. Thì mình đã vẽ xong một cái mạch ha. Cái ngõ ra về out của cảm biến mình nối vào kênh AN0 của con bit 16877A, một B nối với lại một cái LCD. Mình sẽ đo khoảng cách và hiển thị lên LCD. Chương trình thì ở đây mình cũng đã viết sẵn rồi. Đây là khai báo kết nối với lại LCD, khai báo các cái biến, khởi tạo LCD và tắt con trỏ hiển thị đi. Mình khai báo biến ADC value thuộc kiểu unsigned in để mình load giá trị sau khi đọc ADC. Ở đây mình đọc kênh thứ 0. Tiếp theo mình sẽ tính ra điện áp bằng cách lấy 5000 chia 1023 và nhân cho ADC value, thì nó ra điện áp ở cái đơn vị là millivolt. Sau đó mình tính ra khoảng cách D, tính ra khoảng cách D theo cái công thức bên đây, nhưng mà về lúc này của mình là millivolt, cho nên dấu chấm thập phân nó phải ở ngay tại vị trí này. Sau khi đã tính ra được khoảng cách D rồi, nó sẽ ở đơn vị là cm, thì lúc đó mình sẽ hiển thị nó ra LCD. Mình chạy chương trình mô phỏng cho các bạn xem. Khoảng cách lúc này là 10 cm, nên nó hiển thị lên là 10 đúng không? Tăng giảm thử. Thì giá thành của cái con cảm biến này là tương đối mắc. Giá của nó khoảng 350 ngàn, 330 cho đến 350 ngàn tùy theo cái nơi người ta bán. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.